Bắt đầu sẽ là thông tin tiếp theo về vụ việc anh Nguyễn Hải Sơn cứu người gặp tai nạn giao thông ở Bắc Ninh nhưng mà lại bị đâm suýt mất mạng. Người đâm anh Sơn là Nguyễn Hữu Khá hiện đã bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều những băn khoăn xung quanh sự việc này như là Khá sẽ bị xử lý như thế nào, cô gái gặp nạn có mối quan hệ như thế nào với Khá và tại sao cô gái lại không lên tiếng ngay sau khi sự việc xảy ra. Trao đổi với phóng viên VTC, Đại tá Hoàng Như Trinh, trưởng công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết đối tượng Nguyễn Hữu Khá khai nhận là người đâm anh Sơn và không có thủ án gì với nạn nhân. Sau khi có kết quả giám định thương thật của anh Sơn thì đối tượng Khá có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Ủy ban toàn giao thông quốc gia cũng đã đề nghị tỉnh Bắc Ninh coi đây là vụ điểm phải làm thật nghiêm để những người cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông không còn hoang mang lo lắng khi làm việc nghĩa trên đường. Trong khi đó thì chị Dung, người được anh Sơn đưa đi cấp cứu đã vừa lên tiếng cho biết khá không phải là người nhà của chị. Hai người chỉ mới quen nhau vài ngày và chị Dung cũng không hiểu vì sao anh Sơn lại bị khá đâm. Hiện chị này đang nằm điều trị trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và cho biết sẽ khi bớt đau thì sẽ đến thăm ân nhân của mình. Khi biết câu chuyện của anh Nguyễn Hải Sơn thì nhiều người đã nghĩ giá như anh đừng giúp thì đã không gặp nhận gặp nạn, làm ơn làm gì để rồi mắc oán. Người ta cũng lo ngại rằng tới đây sẽ càng có ít người sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông trên đường. Khi mà vẫn còn những câu chuyện đáng tiếc như vậy bị hàm oan thì khó có thể trách vì sao con người ta ngày càng trở nên vô tâm. Hơn lúc nào hết, cơ quan chức năng phải có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho những công dân bình thường đã dám đứng ra bảo vệ lẽ phải, chống lại những chuyện bất bình trong cuộc sống. Vâng và tôi chị nói vậy thì tôi có nhớ tới một bộ phim từng được xem nhiều năm về trước đó là một bộ phim tên là Khủng Long, phim về các loài động vật thôi. Và một trường đoạn ấn tượng nhất ở trong phim chính là cảnh là Aladai là nhân vật chính ở trong phim đã dũng cảm cùng với những đàn đồng đồng, đồng loại của mình để đương đầu với chống lại con Carnotaurus hung tợn. Và cuối cùng thì Khủng Long, Khủng Long Carnotaurus với những chiếc răng nhọn hoắt và chuyên ăn thịt luôn gieo rắc những nỗi kinh hoàng cũng đã phải trả giá trước cái sự nổi lên của và đoàn kết của những con khủng long ăn cỏ hiền lành và nó cho thấy đây là biểu tượng cho sức mạnh của sự đoàn kết của sức mạnh của sự cộng đồng và giống như là Luther Martin Luther, Luther King đã từng nói đó là thế giới thì sẽ không bị hủy hoại bởi những người làm việc xấu mà sẽ bị hủy hoại khi mà những người tốt đứng yên không nói gì khi những việc xấu xảy ra.